Xin chào các bạn. Hôm nay Pikachu sẽ tiếp tục tóm tắt nốt 4 tập còn lại của series phim kinh dị Two Sentence Horror Stories. Các tập trước đã được mình để link bên dưới phần mô tả. Không để các bạn đợi lâu, bắt đầu vào ngay thôi nào. Tập 7. Nhân vật trong tập này là Daisy, một người phụ nữ lớn tuổi vừa chuyển đến thành phố để sống cùng vợ chồng, con trai và đứa cháu nội. Daisy là người rất tôn thờ thần linh. Bà dành một góc nhỏ trong phòng ngủ để làm bàn thờ cúng. Đứa cháu nội tên Black đến hỏi thì bà bảo rằng mình làm vậy để xua đuổi quỷ giữ khỏi ngôi nhà. Daisy còn giữ trên người một chiếc bùa kỳ lạ, nói rằng chỉ cần đeo thứ này trên người, ma quỷ sẽ không dám đến gần. Trong lúc đang luyên thuyên, Daisy nhìn sang bên cạnh thì đứa cháu nội đã biến mất. Ngày hôm sau lúc đang ở dưới bếp, Black bỗng xuất hiện sau lưng bà nội, dùng điện thoại liên tục chụp hình bà. Daisy yêu cầu cậu bé mau bỏ xuống, thế nhưng Black liền tỏ thái độ cọc cằn, còn xông đến yêu cầu bà mau cười để mình chụp hình. Daisy tức giận định đánh đứa cháu nội thì bố mẹ nó xuất hiện can ngăn. Daisy kể lại sự việc, thế nhưng thay vì phạt đứa con trai vì tội hỗn láo, ông bố lại tỏ ý bên vực, cho rằng nó chỉ là trẻ con. Tối hôm đó, trong lúc Daisy đang ngủ, đứa cháu trai bỗng bước vào phòng và đến trước mặt bà. Cậu bé nhìn vào chiếc bùa đeo trên cổ, vừa định chạm vào, bất ngờ chiếc bùa tỏa ra một làn khí nóng khiến cậu ta giật tay lại. Toàn bộ sự việc đã bị Daisy nhìn thấy. Bà có cảm giác đứa cháu trai dạo này không được bình thường, bèn lẻn đến phòng cậu bé xem xét. Khi đến nơi, Daisy phát hiện Rex đang ngồi trên giường, đôi mắt của cậu chợt biến đổi khiến bà sợ khiếp vía. Ngày hôm sau Daisy đã lên mạng tìm kiếm, phát hiện mắt của đứa cháu trai giống như của loài rắn. Lúc này cậu bé đang trên phòng của Daisy. Nó dùng gậy phá nát bàn thờ thần linh. Daisy nghe tiếng động, chạy lên thì mọi chuyện đã quá trễ. Bà tức giận bèn đến mắng vốn con trai mình, tuy nhiên ông ta không những không trách phạt gì thằng bé, ngược lại còn cho rằng bà quá mê tín dị đoan. Những món đồ đó ngay từ đầu không nên để trong nhà. Daisy rất thất vọng vì thái độ của con trai. Bà không còn muốn ở lại ngôi nhà này thêm nữa. Trong lúc đang dọn dẹp bàn thờ, bỗng vợ chồng con trai đến gặp. Bọn họ bảo rằng Rex muốn xin lỗi bà, nên đã chuẩn bị một tiết mục kể chuyện đặc biệt. Daisy nghĩ rằng mình đã quá nghiêm khắc, nên chấp nhận xuống dưới nhà để gặp cháu trai. Cậu bé sau đó bắt đầu kể chuyện. Tuy nhiên Daisy nhận ra, thứ Rex đang kể lại chính là cái chết của bố mẹ bà năm xưa. Cậu bé còn tỏ thái độ thích thú với nó. Daisy tức giận bảo rằng ác quỷ đã nhập vào người đứa bé, cần phải giải trừ nó ngay lập tức. Thế nhưng vợ chồng đứa con trai dường như không hề quan tâm. Bọn họ theo lệnh đứa con trai, bước ra ngoài như người mất hồn. Biết rằng mình phải làm gì đó, Daisy bèn cố hết sức đuổi theo đứa cháu trai. Sau khi dụ nó bước vào phòng mình, bà ta liền dùng lá bùa trên cổ dí sát vào người của nó. Rex đau đớn thét lớn. Bố mẹ cậu bé nghe thấy liền xông vào ngăn cản. Daisy sau đó bị chính con trai mình tống ra khỏi nhà. Bà ta cố gắng đập cửa, thế nhưng đứa con trai như bị một thế lực nào đó ngăn cản không cho mở. Daisy sau đó bỗng lên cơn hen suyễn. Bà đập cửa trong vô vọng trước khi tắt thở. Bố mẹ cậu bé lúc này đã bị quỷ dữ điều khiển. Số phận của ba người họ các bạn hãy tự suy đoán nhé. Tập 8. Nhân vật trong tập này là Mona, một cô gái người Trung Quốc sống cùng mẹ trong một căn hộ giá rẻ. Bố của cô không may đã qua đời. Hai mẹ con cứ thế nương tựa lẫn nhau. Mặc dù vậy nhưng bà mẹ tỏ ra là một người có tính sở hữu. Bà ta không cho phép con gái rời khỏi nhà vào buổi tối, không cho cô có bất kỳ người bạn nào. Ngoài công việc, suốt ngày phải ở nhà cùng bà ta. Mona cảm thấy rất chán nản. Vào một đêm khi đang ngủ, cô bỗng nghe thấy nhà kế bên phát ra tiếng nhạc. Âm thanh này khiến Mona cảm thấy dễ chịu. Cô không biết rằng bà mẹ đang đứng ngay bên ngoài cửa phòng. Sáng hôm sau, Mona ra ngoài thì gặp được Erica, cô hàng xóm nhà kế bên. Biết được cô ấy chính là người đã mở nhạc mỗi đêm, Mona liền vui vẻ chào hỏi làm quen. Tuy nhiên vừa nói được vài câu, tiếng bà mẹ trong nhà khiến Mona giật mình, bèn tạm biệt Erica rồi nhanh chóng bỏ đi vào trong. Tối đó, khi đang sơn móng chân cho mẹ, Mona phát hiện một bên móng của bà ấy đã bị chóc ra. Tuy nhiên bà mẹ dường như không hề cảm nhận thấy cơn đau. Đến khuya khi đang ngủ, Mona lại nằm mơ thấy ác mộng. Cô nhìn thấy bà mẹ dùng gối đè mình ngạt thở. Sáng hôm vừa ra ngoài, Mona lại gặp được Erica. Tuy nhiên cô gái vì chuyện hôm trước, nghĩ rằng Mona không muốn nói chuyện với mình nên đã bỏ đi. Mona vừa gọi tên cô bạn, bất ngờ Erica như bị thứ gì đó kéo lại. Điều này khiến cô gái vô cùng hoảng hốt. Mona sau đó không còn cách nào phải tiết lộ. Từ khi sinh ra cô đã có một năng lực đặc biệt, có thể điều khiển những vật thể xung quanh. Tưởng rằng Erica sẽ sợ hãi khi nghe điều này, thế nhưng cô gái lại tỏ ra bình tĩnh và thông cảm. Cả hai sau đó đã dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Tối đó, Erica hẹn Mona ra bên ngoài ăn tối. Cô gái diện một bộ váy xinh đẹp, chuẩn bị rời đi thì bị bà mẹ ngăn cản. Bà ta cho rằng Mona hư đốn, không quan tâm đến mình mà chỉ biết ra ngoài ăn chơi. Tiếng bà ta lải nhải liên tục khiến cô gái không thể chịu được nữa. Một lát sau Erica ở chỗ hẹn không thấy Mona đến. Nghĩ lạ nên đã tới phòng cô gái kiểm tra. Tại đây Erica phát hiện cảnh tượng kinh dị. Mona đã giết chết mẹ mình.
xung quanh là những con dao bay lơ lửng. Mona trong lúc không để ý, đã vô tình phóng một con dao về phía Erica. Cô gái nhanh chóng ngã xuống đất và tắt thở sau đó. Cuối tập phim, vì quá đau buồn trước cái chết của hai người thân, Mona đã để xác họ lại trong nhà, nấu bữa tối và cùng nhau ăn, như thể cả hai vẫn còn sống. Thật là một cái kết đáng buồn. Tập 9. Nữ chính của tập này là Kelly, một người phụ nữ tóc vàng vừa về nhà sau khi tan làm. Trên đường đi cô bắt gặp một người đàn ông da đen vô gia cư. Hắn ta đang bị cảnh sát trấn áp và đánh đập. Người đàn ông cố gắng kêu cứu. Kelly vì thương người nên một lát sau đã lái xe đến, cho người đàn ông lên xe. Hắn ta tự xưng mình là Jason. Lúc này radio đang phát tin tức về một vụ mất tích phụ nữ. Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm thủ phạm. Jason nghe thấy liền lập tức tắt radio. Kelly cảm thấy người đàn ông này có vấn đề. Khi vừa đến trạm xăng gần đó, cô liền giả vờ nhờ hắn xuống mua vài một món đồ. Sau đó nhanh chóng lái xe bỏ đi. Kelly đến một cửa hàng cà phê ven đường để ăn tối. Tin tức về người phụ nữ mất tích liên tục được phát trên TV. Cảnh sát thông báo, ai tìm được cô gái này sẽ được thưởng $20,000. Kelly sau đó định ra xe rời đi, bỗng phát hiện tên da đen Jason lúc nãy đang lảng vảng bên ngoài xe của cô. Kelly sợ hãi bèn nhờ vợ chồng chủ quán ăn giúp đỡ. Bọn họ bước ra và đuổi Jason đi. Hắn ta bảo rằng trên xe vẫn còn túi sách của mình, còn cho rằng chính Kelly đã cướp của hắn. Tuy nhiên lời nói của một kẻ da đen vô gia cư là vô giá trị. Jason nhanh chóng bị ông bà chủ đuổi khỏi đó. Hắn ta tức giận bảo Kelly rằng sẽ còn gặp lại. Cô gái sau đó lên xe, mở chiếc túi sách của Jason. Trong đó có một chiếc bóp đựng vài tờ tiền đô. Thì ra đúng như lời tên thanh niên nói, Kelly thực chất là một ả chuyên cướp vặt. Sau khi có được tiền, cô gái nhanh chóng lái xe rời khỏi thành phố. Tuy nhiên đi được một đoạn, Kelly phát hiện Jason đang đuổi theo đằng sau. Cô gái sau đó hoảng hốt tăng tốc, vô tình thắng gấp khiến chiếc xe tông vào bên kia đường. Jason sau đó bước đến, phát hiện Kelly đã chạy mất từ lúc nào. Hắn ta cũng tìm thấy chiếc túi của mình. Vì tò mò nên Jason đã thử mở nắp đằng sau xe, thì kinh hoàng phát hiện bên trong là xác một người phụ nữ. Chính là cô gái mất tích. Lúc này Kelly cầm súng xuất hiện đằng sau. Thì ra cô ta chính là thủ phạm đã giết người phụ nữ và đang trên đường đi phi tang xác chết. Jason không may đã đụng phải một kẻ không nên đụng. Hắn cố gắng xin tha mạng, thế nhưng cuối cùng vẫn bị giết chết. Cuối tập phim, xác của Jason được tìm thấy ven đường, trên tay có cầm một khẩu súng. Tập phim như muốn đưa ra một thông điệp, đừng nên nhìn người qua vẻ bề ngoài. Tập 10. Tại một thị trấn nhỏ vùng ngoại ô thành phố, nơi này dạo gần đây xuất hiện rất nhiều vụ mất tích trẻ em. Bọn chúng đi đến công viên chơi và biến mất không ai tìm thấy. Không khí của cả thị trấn cũng chìm trong u ám. Nhân vật chính là cô bé gái tên May. Mẹ cô bé không may qua đời bị bạo bệnh. Trước khi chết, bà có để lại cho May con thú nhồi bông. Cô bé rất trân trọng, xem nó như người thân của mình. Hôm đó ông bố có việc đi làm trễ, May một mình ra ngoài công viên chơi. Cô bé nhìn thấy một người đàn ông kỳ lạ đang chăm chú nhìn vào bảng hiệu dán những đứa trẻ mất tích. Ông ta sau đó bắt gặp May, liền nở một nụ cười ghê rợn với cô bé. May vô cùng hoảng sợ. May mắn lúc đó một người phụ nữ tiến đến. Người đàn ông thấy vậy liền rời đi. Sau khi biến mất trong bụi cây, ông ta trở ra với hình dạng một người phụ nữ da trắng. May hoảng hốt liền chạy đến chỗ hai cậu bé đang chơi gần đó. Bọn họ là Marcus, là Kali, là hàng xóm gần nhà với cô bé. Kali khuyên May đừng nên đi chơi một mình ngoài này. Cậu ta kể về một truyền thuyết đô thị, về một gã sát nhân chuyên bắt cóc và ăn thịt trẻ con. Những đứa trẻ ở thị trấn này mất tích cũng đều do hắn gây ra. May sau khi nghe Kali miêu tả, cảm thấy rất giống với người đàn ông mà cô bé thấy lúc nãy. Sau khi kể lại mọi chuyện, Kali nghi ngờ rằng truyền thuyết này thật sự tồn tại. Tuy nhiên Marcus lại cho rằng đây chỉ là chuyện hù dọa trẻ con. Cậu ta vừa rời đi, bỗng nhiên lại thét lớn một cách hoảng hốt. Kali và May chạy đến thì phát hiện Marcus đã biến mất, chỉ còn lại chiếc ba lô dưới đường. Kali biết rằng bạn của mình đã trở thành nạn nhân tiếp theo của gã sát nhân. May mắn thay cả hai trước đây từng chia sẻ định vị điện thoại với nhau. Kali phát hiện Marcus đang ở gần đó, bèn cùng May chạy đi cứu cậu bạn. Lúc này ở chỗ Marcus, khi tỉnh lại đã thấy mình bên dưới một tầng hầm ngôi nhà. Xung quanh đầy những vật dụng của các nạn nhân trước để lại. Dường như nơi này chính là nơi kẻ sát nhân giam giữ nạn nhân trước khi giết. Marcus vô cùng hoảng sợ định bỏ chạy. Tuy nhiên đúng lúc đó, cánh cửa tầng hầm mở ra, đứng trước mặt cậu chính là kẻ sát nhân điên loạn. Mụ ta sau đó trói Marcus lại và chuẩn bị giết chết. Lúc này Kali cùng May theo định vị đã chạy đến chỗ ngôi nhà. Bọn họ thấy tên sát nhân đang đứng bên cửa sổ. Kali một mình lẻn vào trong theo lối cửa sau. Cậu ta sau đó bước đến chỗ tên sát nhân, định ra tay tấn công thì bên ngoài bỗng có tiếng chuông. Thì ra đó chính là May. Cô bé dụ tên sát nhân bước ra ngoài. Tranh thủ lúc đó Kali liền gỡ trói cho Marcus. Tên sát nhân nhìn thấy May thì vô cùng thích thú. Mụ ta bảo rằng thịt cô bé trông rất ngon. May định bỏ chạy thì liền bị mụ lao đến giữ lại. Thế nhưng vừa chạm vào con gấu bông, tên sát nhân bỗng dưng giật mình lùi lại. Bọn họ sau đó chạy về nhà của Kali ẩn trốn.
vừa vào đến nhà, bất ngờ bà mẹ hoảng hốt chạy đến, bảo rằng có ai đó ở phòng khách. Lúc này tên sát nhân bất ngờ xuất hiện, hắn có gương mặt giống hệt bà mẹ. Bà ta cố gắng giữ chân tên sát nhân để đám nhóc trốn thoát. May bỗng nhớ ra con gấu bông, bèn nhét nó vào miệng tên sát nhân. Mụ ta thét lên trong đau đớn, sau đó tan biến không còn chút dấu vết nào. Cuối phim, đám nhóc giờ đây đã có thể ra ngoài công viên chơi một cách thoải mái. Những vụ mất tích đã không còn. Tuy nhiên bọn chúng không biết rằng gã sát nhân vẫn chưa biến mất. Giờ đây mục tiêu hắn nhắm đến, không ai khác chính là ba đứa nhóc. Vậy là phần 1 của bộ phim dài tập Two Sentence Horror Stories đã đi đến hồi kết. Các bạn có ấn tượng với tập nào nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ Kuka Chi nhé. Hẹn gặp lại trong những bộ phim kinh dị hay sắp tới.